Câu trả lời đó là mệt chết vợ. Ây Đạo Phật, xin quý khán giả yêu thương được toàn quyền chuyển khoản cho thầy Tiêu Anh gấp với số tài khoản mà sẽ đăng hàng ngày, mong mọi người ủng hộ và hãy nhiệt tình và mạnh mẽ chuyển, đừng có suy nghĩ đắn đo để mình tạo phước báo cho con cháu của mình, ông bà cha mẹ tổ tiên không bằng quyến thuộc của mình hưởng. Đừng làm các việc ác, mỗi năm được bình an, xin làm các việc lành, hàng năm đều như ý. A Di Đà Phật. Rồi, A Di Đà Phật, cảm ơn anh. Rồi bây giờ anh sau khi đi lượm rác về rồi thì phụ nấu đồ chay. Hôm nay mùng 4 Tết cũng là ngày lập xuân đầu năm mới. Được quý vị Bồ Tát rồi anh chị em rồi đủ đa loại tôn giáo luôn đến đây. Đây. Đây, chị này chia sẻ cảm nghĩ của mình. Bồ Tát này đạo Chúa nha mọi người. Tất cả là một nhà. Đúng, tất cả tôn giáo đều là một nhà. Bên nội và bên ngoại, bên đây bên nội, bên kia bên ngoại là năm ngón tay trên cùng một bàn tay. Và ở đây là có nấu đồ chay đồ mặn đầy đủ hết luôn. Bên này là nấu đồ chay, bên này nấu đồ mặn. Rồi bây giờ mình ra mình gặp quý vị quý khách. À, hôm nay xin chào mọi người. Hôm nay tôi rất vui vì gặp được gia đình người cá tai đến thăm. Sẵn tiện tôi anh set up luôn chương trình ngày mai buổi sáng. Chưa có tai, chưa có. Ủa, người cá tai đâu rồi? Bạn gái rồi. Bây giờ mình set up chương trình sáng mai mình đi phóng sanh. Quý vị Bồ Tát có muốn tham gia không ạ? Phóng sanh phía trước nhà đây. Hoan hỷ đúng không? Khoảng 6 giờ sáng phóng sanh các loài sinh vật biển trả về tự nhiên. Có tiết mục bơi buổi sáng, ai muốn tham gia chuẩn bị đồ bơi. Không có đồ bơi. Biến hình tiên cá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Có ghe xuồng gì đi du lịch không? Dạ có luôn. Có một bãi biển mini, một hòn đảo cho các bạn đến bơi, có cát đầy đủ luôn. Không phải bờ bùn nha, mà là cát biển đàng hoàng luôn nha. Vậy là quá vui rồi đó. Ồ, người cá tai hả? Chào chú. Bánh này hả? Ủa, tên đặt tên Hánh Ni luôn hả? Bánh Ni hả? Tên Tiền hả? Còn con này của ai? Con này của bạn gái, của anh Hà. Của bạn người cá tay. Rồi. Dễ thương quá ha. Rồi, xin chào các bạn người cá tay, lâu ngày gặp lại 3 năm rồi ha. Người cá tay khỏe không? Xin chào em. Bạn của người cá tai đâu rồi? Nhưng đâu nghe coi. Ủa sao chạy vô kia rồi? Lên cho nổi tiếng tai, nhiều bạn hỏi tai dạo này sao không xuất hiện. Người cá tai mắc cỡ rồi. Con này của em là đực hay cái vậy? Đực chứ. Đực luôn hả? Sao cột nó vậy, không thả nó đi. Thôi, nó đi vô cáo cỏ, nó mệt lắm. Nãy có con chó cỏ kia nó sực nó rồi. À, chó nhốt ra nhà sao hết rồi. Thả mấy này ra chó đi chơi du lịch đi. Không để ơi. Cho nó tự do vui. Con mến này dễ thương quá ha. Trời ơi. Ngày mai tụi mình có đi bơi không các anh em? Có, anh Huy bơi. Oh yeah. Thả đó không hả? Thả dạ. Luôn hả? Dạ, ở đây khóa cửa không. Đây. Nó đi thoải mái. Cho ra. Cho ra con. Nè. Dạ, đúng. Vậy đó, chứ nào. Dễ thương quá ha. Hello chú. Lên được. Người cá tai cao quá ta. Sao giờ này khỏe không? Khỏe. Bệnh à? Mà mới gì đầu tiên như người gần mà sao giờ cắt không? Cắt tóc cho ngắn lại. Ủa rồi đi học có chích Covid không? Có chứ. Có. Chích luôn hả? Đúng rồi. Ủa thành, sợ chết hả? Ủa thành tiên cá, à chưa thành tiên cá nên phải chích. Trời ơi. Tôi sợ tuổi thọ giảm. Nên sợ chết. Tiên cá mà đâu chích đâu. Nó rỉ chích không? Chưa đớp.
Trời ơi, vậy Nori cố gắng tập luyện thành tiên cá nha. Chưa đổ tuổi. Ê, con này dễ thương quá ha Nori ha. Nãy con chó cỏ nó sực nó rồi đó. Không à, mấy con kia ra làm sao hết rồi. Con đi là lạc. Xong có con kia nó sực nó một cái rồi nó teo. Rồi, lâu ngày gặp lại Nori, Teo rất vui. Tặng cho Nori một cái lì xì nha. Dạ. 6 giờ sáng em dậy em cho rái cá ăn sáng. Hôm qua tiếp các học trò của mình đến thăm, thấy mấy em cũng lớn. Mới đây 3 năm rồi. Gặp lại bạn người cá tai, người cá Nori, rồi bạn học của người cá tai. Chơi rất là vui. Nên sáng nay là dậy là 4 giờ rưỡi dậy. Nướng một chút cho trời nó sáng. Tới đúng giờ 6 giờ sáng. Giờ cho rái cá ăn sáng cái rồi mình đi phóng sanh. Hôm nay quay trở lại với cái việc phóng sanh cá dính bẫy lú hàng ngày nha quý vị. Được anh Huy với chị Bình, ba của người cá tai, lì xì. Em lấy em phóng sanh luôn cho gia đình anh chị là 600.000. Với bạn của người cá tai cho em thêm 200k nữa. Công đức quý vị làm gì thì em cứ ghi nhận lại vô cái cuốn nhật ký giải cứu cá biển trong năm mới 2022 của em, để coi có bao nhiêu vị ủng hộ. Em được cái có khả năng quan sát mình khi ngủ. Dạ. Lúc em ngủ mà em cũng có thể quan sát được bản thân của em á. Là em thấy cảnh em ngủ làm sao, nội tạng em như thế nào, chỗ nào bị hư em sửa nó lại. Nên em khác mọi người ở chỗ đó đó. Tới lúc em chết thì chắc em cũng có thể thấy được mình khi chết. Đó là cảnh giới của tiên cá. Bây giờ em quan sát chúng sanh trong biển khổ, rồi em quan sát lại bản thân của em. Sau đó em tìm ra cái phương tiện tốt nhất để giải cứu chúng sinh thoát khỏi biển khổ. Và cuối cùng em xong nhiệm vụ thì em sẽ buông xả tất cả để giải thoát. Đệ tử của em bây giờ đông nhờ. Ăn cho hết nha đệ tử. Trên con đường đồng hành này chỉ có đệ tử chó cá rái cá mới có thể đi theo tôi ôn mãi được thôi. Còn các học trò người cá phải cố gắng ăn học đi, biết bơi tiên cá, rồi tự tập luyện cho bản thân tiến hóa nội tạng. Đây là một con đường gian khổ. Cứu mạng chúng sanh rất là gian khổ mấy em à. Hãy biết trân trọng hạnh phúc mình đang có, tình yêu mình đang có, cuộc sống mình đang có. Và có dư tiền, đừng ăn xài lãng phí. Hãy đưa cho Tion để Tion giải cứu động vật. Phước đức lúc đó mới tăng trưởng thật sự.
ở ngoài đợi anh. Ê, để ngoài, thọc cái tay vô mò mò. Để em coi coi cái danh sách này coi. Danh sách giải cứu sinh vật đâu? Hôm qua thêm mạnh thường quân tài trợ rồi đó. Học trò tới mà em không có tặng cái gì hết. Em tặng cho mỗi em cuốn sách vậy thôi à. Em lì xì cho cuốn sách. Ai mà đọc được thì sẽ có bài học kinh nghiệm về cái điều mình muốn biết. Còn bây giờ mình sẽ coi. Các mạnh thường quân là bây giờ bữa nay là có ai thưa quý vị? Vô cái trang gọi là cứu rừng ngập mặn trong năm 2022, em liệt kê tất cả danh sách thành quân, mạnh thường quân ai còn nhiêu tiền. Anh Tuấn thì còn 320, 250. Hôm nay mình sẽ phóng sanh cho anh Lê Minh Tuấn nè, anh Hoàng Tấn Thành nè, anh Nguyễn Trường Thành nè, anh Lê Ngọc Phú nè, anh Ti nè, nhóm Kim Sao Nhua nè, cô Lê Kim Chính thì phóng sanh rồi, Bồ Tát Tỉnh Ngọc còn 200+ nè, Bồ Tát Như Thật nè, rồi Bồ Tát Diệu Minh nè. Bồ Tát Diệu Minh mới đôn tiền lên nè. Bồ Tát Diệu Ngân thì cho tôi u 500.000 nha. Tôi dùng cái tiền đó để phóng sanh luôn, để chia sớt cho những ai mà bị thiếu tiền á. Phóng sanh á thì tôi sớt qua cho mấy người đó. Mấy vị Bồ Tát đó. Tội nghiệp cái bé tên là Di Thiện. Đâu bé Di Thiện gửi 500k. Nhưng mà bé Di Thiện hả, con có 500k con phóng sanh được không? Được tuốt con. Tôi không có nhiều tiền, tôi đắp qua cho con. Con có cái tâm phóng sanh là được rồi. Tôi phóng sanh cả đời tôi rồi. Tôi là phóng sanh hết sự nghiệp của mình. Phóng sanh hết. Để trở thành một cái anh mà làm nghề nhặt rác dưới biển nè con. Rồi. Gia đình chị Nhã Vân nè, còn nè. Gia đình cô Tám là con phóng sanh xong rồi nha cô Tám. Gia đình cô Hoa còn 252 nè. Gia đình cô Hương còn 52k nè. Bữa nay con phóng luôn cho nó hết luôn. Cho chị Phạm Thu Trang 400k phóng sanh rồi. Anh Mai, anh Khôi xong luôn rồi. Bồ Tát Nguyên Thiện hả? Chưa. Bữa nay làm luôn cho Bồ Tát Nguyên Thiện. Bữa nay làm cho bé. Ủa? Bồ Tát Nguyên Thiện với Di Thiện là xong luôn rồi. Mùng 4 làm luôn rồi. Vậy là cái này mình ghi sai, phải xong lại. Rồi bữa nay làm cho gia đình chị Bình với gia đình anh Đại ha, ủng hộ tôi phóng sanh. Em chốt gì đó để cho mọi người biết. Em làm việc rõ ràng, công đức người nào người đó hưởng nha. Phóng sanh kèm nhặt rác thải nhựa nữa nha. Nó hơi bị uể oải xíu. Do hôm qua ăn thịt. Hôm qua có học trò tới thì em ăn gì ta? Em ăn tôm. Tôm nướng. Rồi ăn miếng thịt gà nướng. Rồi ăn miếng cá. Nói chung là chắc em ăn thì tùy duyên. Chứ thật sự mà nói ăn chay không thì bình thường đã ăn rồi. Mà không ăn tùy duyên thì mất vui với mọi người. Tự nhiên vô người ta đi thăm mình hay là người ta rủ mình tự nhiên lơ tới cái mình ăn chay cái kiểu xa lánh quá. Quý vị hiểu không? Đó, bây giờ ăn chay tiếp nè. Mỗi lần em ở đây với ba em là nó có sự rào cản á quý vị. Cái gì cũng khóa cửa, đi đâu cũng khóa cửa.
ở trong nhà khóa cửa trước, khóa cửa sau, khóa cửa trong. Cuộc sống có nhiều rào cản như vậy khổ, đúng không? Mực 300 mấy một ký lần hả cô? Bây giờ cho con lấy cái mực là con phóng sanh riêng cho gia đình khác đi. 300 mấy rưỡi ký hả? Hết luôn. Để phóng sinh cho học trò, bạch tuộc cho chật ruột nó trôi qua. Rồi. Rồi. Bạch tuộc 2 giỏ ký mấy hả? 5 giỏ là vô á. Vậy hả con? Con trả tôi mấy tụng mấy cái thùng. Rồi. Dạ. Bạch tuộc cô có thể đem về được không? Để phóng sinh sao hả? Dạ, dạ, dạ. Bạch tuộc đem về để phóng sinh sao. Còn mấy con này thả hết. Rộng ấy, chạy oxy đi cô. Đúng rồi. Mấy con đó để phóng sinh sao. Mai cũng phóng sinh luôn được không? Vậy cô để đi, mai nhiều rồi các con làm một chuyến nha. Mấy ký vậy đó? Thả luôn. Dạ, thả luôn. Tâm chị đó đó, phỏng đi cho nó thả luôn. Dạ. Cái này chắc hơn 1,5 kg mày ha. Rồi. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp không đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh. Hôm nay đủ duyên được quý vị Bồ Tát tài trợ phóng sanh, em phóng sanh hết số tôm cá trong ngày mùng 5 này. Con nào cũng đơ đơ. Con đó nó bị con gì đó cắn sẵn ở trong ấy. Dạ. Phải nó bắt lên là nó lợi, tí nó bơi đi à. Dạ dạ dạ, rồi. Rồi tới tôm luôn nguyên anh. Còn của anh kia nữa đúng không cô? Dạ cô, à cô đem về luôn, cua đem về em thả riêng cho người khác. Dạ rồi. Rồi bây giờ tiếp tục em thả số tôm chì này nha. À, vì có Bồ Tát như thật dặn thả tôm thả cua cúm á, nên em để cái đó lại thả sau. Còn em thả cho mấy học trò của em bạch tuộc, còn lại mấy này em thả cho quý vị. Cái tôm chỗ này mấy ta. Dạ. Tôi xuống bỏ mày. Vậy giờ con bơi ra ngoài kiếm ảnh nha. Cầm giùm em anh, quay em. Em biến hình em bơi ra kiếm anh tèo à. Giữ mấy con cua cúm cho con mai được đúng không? Được. Có đúng. Người tại anh ta muốn thả trong 3 ngày. Còn cái cá nó quất con cá luôn rồi. Cá chết rồi. Cá yếu hay sao? Đúng rồi, yếu nó không bơi được là nó hót và nằm đơ đơ nó hót. À cái này mày biết làm sao giờ ra được. Sâu lắm nó càng mượn sừng nó cứ chèo. Đi lên mẹ. Đi dép con đồng. Nhảy lên đó. Nhảy bật 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 chung chân luôn. Đó, con nào không đi là nằm đây nè, nó xuống nó hốt. Đó.
không đi là nó hối một vậy chứ Thảo có chơi gì vậy? Ờ chưa cầm rồi, lên chuyển hình nha. Đang chuẩn bị bơi hả? Ở ảnh đó khúc nào vậy cô? Ngay cái cầu á, đường cao tốc á. Nãy nó nói nó được ở đường cao tốc á, tại cô vô trước cho thằng này đi làm nè. Chứ thôi chờ nó luôn rồi. Nay mùng 5 mà đi làm này. Ừ. Tại các bạn đi làm. Ôi vậy luôn hả? Vậy cá quá. Lấy máy nha. Thôi con quăng cái máy xuống cho con. Quăng lại con. Quăng lại luôn hả? Dạ rồi, cảm ơn cô. Chị, let's go. Let's go. Chị. Let's go. Đi thôi anh em. Let's go. Okay. Come on. Em đang bơi ngược dòng nước chảy. Hôm nay là một ngày đi bơi rất là tuyệt vời luôn á. Thôi em để thuận theo dòng nước cho nó đẩy em luôn. Mình còn phóng sanh nữa. Ở một nhà ngư dân nữa. Hôm nay em mua cua, cúm. Em rộng để thêm một bữa nữa em mới phóng sanh. Mai rồi em thả. Là em rộng một bữa thì nó cũng được nghỉ ngơi một bữa. Nó bị nhốt một bữa cho nó tăng thêm kinh nghiệm. Mấy con cua cúm bạch tuộc. Cua cúm thì thả cho Bồ Tát Như Thật. Còn bạch tuộc mua thả cho gia đình chị Bồ Tát Bình và anh Huy.
rồi gia đình bạn của người cá tai anh Đại làm cho hai gia đình đó một cái video phóng sanh bạch tuộc vào ngày mai. Mấy đứa ơi, come on, đúng rồi, bơi theo Tiêu nào. Cho mấy cua cúm bạch tuộc rồi bị nhốt lại một bữa cho nó tự nó thăng thêm kinh nghiệm. Đó, mỗi lần cái dòng nước chảy á, thì sẽ kéo theo những cái con vật đó đi ra trở lại với biển. Nó vô đây nó sinh sản, rồi nước lại kéo nó trở về. Xui lắm thì gì bị dính lưới, bởi vì nó vô rất là nhiều, hàng ngàn, hàng triệu, có khi cả tỷ sinh vật mà. Nên nó đông quá nên nó phải bị bắt lại bớt chứ. Nhưng mà mình cứu hết thì nó thoát, chứ cứu mấy con này làm gì có vụ mà. Mình thả nó rồi người ta bắt nó lại được, nó còn khỏe mạnh là nó thoát hết á. Nó đâu phải cá rô, cá chê, cá lóc đâu. Đây rác thải nhựa nè, quá trời luôn. Chị Tê, funny. Oh, funny. Chị Tê. Trời ơi, bây giờ mình đi mua cá phóng sanh nè. Đi, đi chơi đâu. Cái thuyền kia thì mình giữ lại để mai mình thả. Còn cái thuyền này có nhiều mình thả hết cho quý vị Bồ Tát ủng hộ. Đó, anh đó, anh đi từ khu rừng kia ra. Rồi, có độ phóng sanh rồi. Let's go. Tiền quý vị đưa tôi có thể cứu mạng chúng sanh. Chân thật ngoài tự nhiên. Nên cũng không có dám ăn lời cái số tiền đó. Chỉ có thể nhờ mấy cái video quý vị coi, nhấn like và chia sẻ thì tôi mới lấy tiền đó tôi xài. Mà cho đến nay 8 tháng rồi, tôi đã thâm hụt hơn 80 triệu luôn rồi đó, mà vẫn chưa kiếm lại được tiền từ YouTube. Mà tôi không có chạy quảng cáo, tôi không có câu view, tôi không muốn bình luận viên, tôi không tạo candle, tôi để mọi người chân thật giúp mình. Nhưng coi bộ khó quá, lại càng thử thách. Tê đi trốn mọi người ơi, tê vô trong trốn người dân à. What, la hết hồn mà. Nó bị con gì kẹp kẹp đi chân, nó cũng la, mấy con cún. Bị mấy con còng nó cũng la, nó thấy con chuột nó cũng la, làm gì cũng la. Dạ.
tối mấy bạn kia về quê về nhà hết rồi. Tại qua nhà em ở nhưng mà bị tính ở lại sáng đi bơi á, nhưng mà thiếu phòng ngủ quá. Nhà có hai phòng mà. Không chịu trải giường dưới đất nằm, ngại trải nệm dưới đất á. Có em mua hết rồi. Dạ. Còn chừa cua với bà cúm với bạch tuộc để mai thả. Anh có bắt được cua cúm bạch tuộc không? Không, cái của anh thì em thả hết, còn cái một cái của mẹ anh chừa lại để mai em thả. Đúng rồi. Thả cho xong mấy cái mùng này luôn đi. Anh được 1 ký bạch tuộc không? Vậy hả? Nếu được 1 ký bạch tuộc chắc hồi về lấy bạch. Hồi để mai thả đi. Cua cúm đó hả chị? Đi coi. Giờ nước còn đầy bao lâu vậy ta? Thôi, vậy thôi giữ cua cúm bạch tuộc lại giùm em đi. Để thôi. Chưa nước còn đầy không? Chưa, nếu mà ấy là chiều chiều á khoảng tầm 2 giờ nước nó ngập ngập. Nước nó lên lại ha anh. Ừ, nước lên ngập. Bữa nay là nước nó xuống chậm đúng không? Dạ rồi, nó chảy dữ lắm. Họ, giờ nó chưa lòi. Họ rồi. Chạy cạn luôn hả? Ừ. Rồi xong rồi 2 giờ lên lại hả? Vậy thôi chiều em thả. Chị em thả hết cái cua bạch tuộc luôn hả? Chứ để qua ngày nó đói bụng mất công. Rồi bây giờ xin phóng sanh hết số tôm cá này cho quý vị ủng hộ nha. Con cá gì vàng vàng vậy ta? À. Cá kèo lỗ hả? Rồi chị đổ cá xuống. Rồi. Con tôm phóc con đang bò. Tôm phóc con nhỏ. Cái này chiều lấy không? Dạ, chiều em thả mấy cua cúm ba khía đó, lấy thả hết các họ cua đó. Còn một con bạch tuộc chị em lấy luôn. Rồi. Quyết toán luôn cho xong. Rồi. Cá. Ủa sao xô cá anh ít vậy? Ủa vậy là cái phần từng cá là nhiêu anh? Là nhiêu tiền? Nhiêu tiền sư huynh? 150 thôi. Cá là 150. Còn cô cấm bạch tuộc gọi về tính nha. Chiều em phóng. Rồi em cảm ơn. Ủa vậy anh còn tụng nữa hả? Của mẹ. À cái tụng của mẹ anh này. Mẹ. Còn lấy nữa không? Còn anh còn kéo nữa không? Ồ vô xong luôn rồi hả? Ok. Rồi em cảm ơn anh nha. Cảm ơn chị nha. Hai giờ nước mới lên hả anh Tàu? Sao em thấy giờ này nước còn đầy quá, 2 giờ lên nổi không? Giờ mà nước đang lên đó hả? Giờ nước rút mà. À. À.
Dạ dạ. Dân, vậy chiều 3 giờ em qua. Rồi, bây giờ mình làm gì con? Chiều mình mới đi lượm rác con. Giờ mình bơi trong cái hồ bơi của mình đi. Mình vô hồ bơi mình bơi xíu. Rồi em kết thúc chương trình phóng sanh hôm nay nha. Em đi rèn luyện sức khỏe cái. Mốt em đi Mỹ em thi đấu nữa. Em mới kiếm tiền rồi em để dành tiền á. Đi đó em lấy thêm mấy cái bằng nữa. Mấy bằng nó về để khè người ta thôi chứ chả làm gì mà người ta cần mấy cái bằng đó đó. Có mấy bằng nó để như là tăng thêm giá trị của mình thôi. Chứ người ta quan trọng cái đó. Tham gia mấy cuộc thi bơi vượt đại dương mà cũng phải nhiều tiền. Nếu mà lấy tiền chạy quảng cáo nha, bỏ 5.000 đô là 100 triệu ra để chạy quảng cáo thì có khi nổi tiếng hơn. Đi qua bên đó tốn kém nhiều. Mà chưa chắc à. Cũng chưa biết nữa. Chưa đủ tiền để làm mấy chuyện đó. Mà đi mà phải chích ngừa Covid nó thôi khỏi đi luôn. Tại em miễn nhiễm với dịch bệnh rồi em chích làm cái gì. Em mấy chục năm mà cũng đâu có bị bệnh đâu. Em tiếp xúc quá trời người mắc bệnh Covid rồi em vẫn bình thường vậy thôi. Có nhiều người chết luôn á. Em gặp mấy người bệnh Covid nhiều lắm. Nó đi phóng sanh trong rừng nè. Chị Chi ơi, tụi mình miễn nhiễm với Covid, tụi mình có chích ngừa Covid không con? Mà không chích là không đi đâu được á. Ở rừng một suốt luôn á con. Nó khỏi luôn đi ha. Mình ở rừng mình bơi lội vậy thôi. Đi đâu giờ cũng khó đó. Chi à, bây giờ mình nhặt rác thải nhựa rồi mình về ok không nè? Hay chiều nhặt, có người lạ biết rồi. Nhưng mà giờ mình nhặt rác thải nhựa hay là chiều? Nếu mà buổi chiều á thì nước biển nó lên thì nó sẽ đẩy cái rác nhựa về hướng của nhà tụi mình thì nó tiện. Còn bây giờ nước biển nó rút, nó đẩy ra cái hướng đi ra ngoài biển nên nó mình giải cứu rác thải nhựa rất là khó, bởi vì nó cứ đẩy đi hoài. Còn khi nào nó đẩy vô thì mình đưa nó vô bờ luôn, nó tiện. Đúng rồi, chiều ha, em phải tính toán vậy đó. Giờ lên bờ nước rút rồi, nó dơ lắm. Hồi nó rút rồi nó dơ. Sáng mấy học trò mà ở lại đây á, đi bơi với em á là 5 giờ sáng bơi. Bơi đến 6 giờ sáng, 7 giờ sáng là nước nó rút vẫn tới đây nè, thấy không? Tới đầu gối nè. Mà không đi thay đổi ý định. Phụ huynh thấy vô có chỗ ẩu. Như mình đi chùa thôi gì đâu trời. Nhà em làm như cái chùa vậy mà. Vô thì trải đồ ra nằm dưới đất. Trời, mấy trăm người cũng được á. Bởi vậy này là muốn bơi trong hồ này. Cho vô bơi hồ này. Hồ này một hồ lớn bảo vệ luôn, quanh đây luôn. Nước ít. Vô đi chơi. Đầy đủ hết mà. Đó, muốn hồ thiên nhiên. Hồ này thì có sứa nha, có cũng có cá nữa nha. Đó. Ây da. Chương trình tươi quá mà mọi người. Bỏ đi một cuộc vui rồi. Một cuộc vui chân thật. Chốn nhân gian hữu tình.
nhìn đâu cũng thấy đẹp. Về thôi. Cái thằng phớ này nó giỡn kiểu gì vậy nhờ? Chi Chi, phớ này không có giỡn gì với bạn hay cho. Giỡn hù hù người ta. Chi Chi, bữa này cái đau. Chi Chi lại đây con. Chi Chi come here. Mẹ lên đi về. Chúng sinh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sinh quy y Pháp không đọa ngạ quỷ. Chúng sinh quy y Tăng không đọa súc sinh. Này các chúng sinh đang sống trong khu rừng ngập mặn này. Hôm nay Tiôn sống trong rừng này cùng quý vị. Quý vị gặp khổ nạn Tiôn cứu. Chỉ để cho quý vị gieo duyên được với Phật. Nên quý vị khi bị con người làm cho đau khổ, khi bị nghịch cảnh cũng đừng có buồn đau. Buông bỏ tất cả nha. Để đến được thế giới tốt đẹp hơn. Để giải thoát khỏi nỗi khổ thân tâm. Để không phải làm cây xanh, để không phải làm động vật thấp kém. Chúng sinh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Tiêu trừ nghiệp chướng khổ. Tôi mang thân người này để nói cho quý vị nghe hiểu về các thế giới mà Tây Ôn đã đi qua trong vô lượng, vô biên cõi. Thời gian và không gian không còn giới hạn, nhưng thân thể này của Tây Ôn thì bị giới hạn ở cái thế giới này. Một ngày chi phối 24 giờ. Cứu chúng sanh thì cũng có trong năng lực, có giới hạn. Thứ mà tất cả mọi người có, Tiêu-un không có, chính là tiền. Tiền của quý vị có thể giúp Tiêu-un cứu chúng sinh. Chân thật ngoài tự nhiên. Còn thứ mà Tiêu-un có, quý vị không có, chính là sức khỏe và trí tuệ để thoát khỏi nỗi khổ thân tâm. Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé. Đưa tiền cho quý vị đỡ lấy sức khỏe và trí tuệ của tôi ơi. Hay quá. Khả năng lặn của con lên rồi đó. Tôi công nhận nha. Hôm nay Titi nín thở được 1 phút. Về con. Trên đường về nhà em kể quý vị nghe một câu chuyện. Hôm qua có một phụ huynh chia sẻ cho con em mình đi học làm người mẫu mà phải đóng 300 triệu một năm của một người mẫu nổi tiếng dạy. Nhưng mà cái lớp học đó đó là có mấy trăm em học sinh, và anh ấy hỏi mình rất là khéo
em thử tính thử coi, như vậy bao nhiêu tiền, mấy trăm học sinh hả, mà 300 triệu một năm hả, em cũng không biết tính con số đó bao nhiêu nữa. Vậy tiền nó nhiều quá để làm gì ta? Dạ, có những người họ lợi dụng cái khả năng của mình, cái danh tiếng của mình để kiếm được rất là nhiều tiền. Chỉ là bước đi ở trên bờ thôi đó, đi lắc mông lắc hông qua lại đó gì nè, à, lắc qua lắc lại vậy thôi mà 300 triệu một năm, trong khi em dạy cho chúng sanh chân thật thoát khỏi biển khổ thế gian miễn phí, bơi lặn tiên cá, ai muốn lấy bằng quốc tế thì em chỉ cho một phương tiện chưa quá 20 triệu. Thầy ơi, lấy được chứng nhận body được thế giới công nhận luôn. Không ngờ có nhiều vị có thể dùng tiền của mọi người một cách lãng phí. 300 triệu em có thể cứu được biết bao nhiêu loài vật trong tự nhiên thưa quý vị. Một năm mà em có 300 triệu để phóng sanh hả? Em đã mang lại được lợi ích rất lớn cho cái thế giới này luôn á. Một tháng em chưa tới hiện tại đầu năm thì em chưa biết thì sao. Mười mấy triệu là cùng. Giờ cô, chiều con phóng luôn nha. Chiều phóng hết cái đống đó luôn, tơ cua với bạch tuộc á. Chiều nước lên rồi con đi luôn cho xong. Khỏi kéo dài. Đêm dài lắm mộng. Để cho chúng sanh nó đói tội nghiệp, để nước lên rồi em thả luôn. Lúc em nói chuyện thì có thể em nói vậy, nhưng mà em là có trí tuệ nên em sẽ làm việc tốt nhất cho chúng sanh. Chứ không phải ngày mai em rộng lại mấy con bạch tuộc với con cua đó để cho nó đói qua một đêm như vậy là em ác thôi quý vị. Chị Chi, Chị Chi, Chị Chi, over here, where are you? Chị Chi, where are you? Chị Chi, come on. Xe đi rồi. Về ha. Chiều 3-4 giờ mình đi phóng sanh tiếp ha. Về con ăn cá của con nha. Sáng nó đi xuống sông nó ăn được 2 con cá mà cũng yếu. 2 con cá em thả ra nó còn nằm ngáp ngáp á, nó ăn. Nên con nào mà nó thấy nằm đơ đơ là nó tưởng chết là nó hốt à. Còn sống thì nó còn tha cho. Hey, mấy đứa lười biếng, máy bay không có phụ đi phóng sanh, sợ nước lạnh đồ ha. Nó thấy nước lạnh nó không muốn ướt người của nó. Ba đứa này nè, lười, dành thăm ăn nhiều. Lười, lông khô luôn. Có bái bông là lăn xả nhiều, đi bơi nhiều nè, bông người ướt nhẹp luôn. Còn mấy này lúc nào người sạch sẽ. Nuôi mấy đứa đệ tử này tốn gạo quá. Thiệt luôn á. Nuôi mấy đứa này mình có thấy 10 ngón tay tại sao không có đều nhau. Mỗi đứa mỗi tính. Con cái cũng vậy. Dùng cái phương tiện của Bồ Tát á, mà giáo hóa con của mình là tốt nhất. Bởi vì con của mình nó chính là nghiệp của mình, nợ của mình. Mình làm khổ nó thì tự làm khổ mình. Mình làm xấu nó thì tự làm xấu mình. Chỉ vậy thôi. Em nói thì hay lắm mà ba má em cũng không có nhận ra được điều đó đâu. Cha mẹ luôn nghĩ mình đúng à, dù mọi hoàn cảnh.
dù con cái có là Phật thì trong mắt cha mẹ con cái mình chỉ là một đứa con thôi. Dạ. Đó là lý do Đức Phật không ở gần cha mẹ, để cha mẹ gần lúc lâm chung giảng sanh rồi Ngài đến thuyết pháp, để đưa họ đến thế giới tốt đẹp hơn. Thế là xong. Lên đường về nhà. Thằng Ti Ti bữa nay leo trèo quá, thắt một cái nó leo lên cây. Ngồi tránh đường kìa, xe chạy mà nó vẫn ngồi gãi. Cái thằng nhỏ nó lòi ra một khúc luôn rồi. Em đâu có cắt bao quy đầu cho nó đâu mà sao nó lòi dữ vậy trời. Go home. Chị Chi đâu? Trời ơi nó chạy kìa. Rác thải ở đây thì không dọn, nguyên nhân là mình dọn người ta sẽ càng xả, nên mình cứ để vậy. Mà mình để vậy á thì thấy rác nó lại chất rác lên thêm, trừ khi gắn một cái bảng hiệu thông báo đừng xả rác nơi đây nữa mới được. Do cái dân ở đây mới đến thiếu ý thức vô cùng, dạy con em mình vứt rác thoải mái ra đường phố. Chúng sanh vô minh, nói gì được. Dám giáo quá không? Nó cho đá ăn vô đầu, nên cứ đệ nghiệp quật cái đã, rồi tính sao. Mình mới xuất hiện. Tắm rửa thì tắm đi, rửa sạch đôi mắt đi. Rồi xong chưa, đi ra. Tôi rửa chưa, không có tay. Nó đó, khóa đi. Go home. Đã nướng đầy nữa. Không phải lan nướng nè. Nướng sáng. Oh, is that?